Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ điểm qua những cái bài tập lần 5 mà chúng ta sẽ thực hiện ở đây nhỉ. Đây là những cái bài liên quan đến phần sâu ký tự, mảng ký tự hay là chuỗi ký tự. Nói tóm lại là phần ký tự. Ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện những cái bài từ cái đơn giản đến nó phức tạp một chút. Cái chúng ta sẽ điểm qua này. Bài đầu tiên đó là chúng ta sẽ chuyển một số ở hệ 10 sang hệ B nào đó. Ok. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đếm số từ của một sâu được nhập vào từ bàn phím. Cái này thì có nhiều cách làm lắm nha. Bài thứ ba ở đây đó là yêu cầu chúng ta hãy kiểm tra một số có phải là thuận nghịch hay không sử dụng sâu ký tự. Sau đó thì áp dụng để hiển thị các số thuận nghịch có 9 chữ số. Bài thứ tư yêu cầu hãy nhập vào một cái sâu ký tự bất kỳ, thực hiện viết hoa toàn bộ, viết thường toàn bộ cái sâu của ta. Bài thứ năm ở đây là hãy nhập vào một sâu ký tự, sau đó thì đếm số lần xuất hiện của các ký tự chữ cái theo hai cách, đó là phân biệt chữ hoa, chữ thường và không phân biệt. Tiếp đó là chúng ta sẽ đến với cái bài thứ sáu, đó là yêu cầu chuẩn hóa một sâu ký tự cho trước. Cái bài này thì khá là nhiều cái thứ mà chúng ta phải làm đấy. Bài thứ bảy đó là nhập vào một sâu ký tự và hãy tìm cái từ dài nhất trong cái sâu đó và chỉ rõ cái vị trí của nó, và vị trí chính là vị trí của ký tự đầu tiên của cái từ đó nha. Tiếp theo đó là bài thứ 8 yêu cầu nhập vào một cái cấu trúc họ và tên theo cái thứ tự, đó là họ đệm sau đến tên. Chúng ta hãy viết cái sâu đó ngược lại và hiển thị ra, đó là tên, đệm và họ. Bài thứ 9 yêu cầu nhập vào một chuỗi cho biết có bao nhiêu ký tự là ký tự nguyên âm, bao nhiêu phụ âm, bao nhiêu ký tự số, còn lại là những cái ký tự đặc biệt, những cái ký tự khác. Bài thứ 10 đó là số la mã. Thì yêu cầu là hãy viết cái chương trình để tính giá trị của một cái biểu thức la mã nhập vào từ bàn phím, từ file gì đấy, và chuyển cái một cái số ở hệ 10 sang cái số la mã. Bài 11 yêu cầu ở đây đó là nhập vào một chuỗi ký tự và in ra các từ theo cái thứ tự ngược lại. Nhớ là in các từ nhé, chứ không phải là in các ký tự. Ok. Bài thứ 12 yêu cầu là tách các từ ở trong cái chuỗi đầu vào và in ra theo cái thứ tự ABC. Bài thứ 13 yêu cầu nhập hai chuỗi, sau đó thực hiện thay thế cái chuỗi S1 bởi S2 trong cái chuỗi gốc. Thực ra đây cái bài này có 3 chuỗi đầu vào đấy. Bài thứ 14 ở đây đó là cũng liên quan đến chuỗi. Nhập chuỗi S1 này, S2 này. Thì yêu cầu là tìm xem là trong S1 nó có cái thằng S2 ấy, thì xóa hết. Bài thứ 15 ở đây đó là một cái bài nó hơi bị đau đầu một chút. Tuy nhiên là nếu các bạn làm được thì tốt, nếu không làm thì các bạn có thể bỏ qua. Nó là liên quan đến cái thao tác khi mà chúng ta thực hiện thao tác cộng trừ nhân chia vân vân, liên quan đến những cái số cực lớn, ví dụ những cái số như là hàng trăm con số. Đấy thì nó sẽ được thực hiện thông qua đó là phân tách từng cái chữ số thành cái ký tự đơn. Sau đó thì chúng ta thao tác kiểu gì đấy để sau khi thực hiện thì gộp nó lại thành một cái kết quả. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức về cái sâu ký tự. Các bạn có thể Google thêm để biết cái cách người ta làm nha. Và ở dưới này thì đừng quên đó là mình luôn để cái đường dẫn đến cái playlist lý thuyết và bài tập. Các bạn khi click vào đây là nó sẽ dẫn các bạn đến cái nơi các bạn cần. Và lưu ý là hãy tự mình làm và cố gắng tự làm, sau đó thì bế tắc hoặc là các bạn muốn tham khảo lời giải thì các bạn mới xem những cái bài mà mình hướng dẫn giải. Ok, và những cái bài hướng dẫn giải đấy là những cái bài chỉ để giải chứ mình chưa có tối ưu, tức là mình nghĩ đơn giản như thế nào thì mình thể hiện cái ý tưởng đấy thành cái chương trình thì nó giải quyết vấn đề thì thôi. Ok, thì các bạn hãy cố gắng thực hiện những cái bài này để rèn luyện kỹ năng của mình nha.